phục vụ cho du khách đến tham quan nghỉ dưỡng trong dịp Tết Dương lịch 2014. Khu du lịch sinh thái Vườn Xoài tổ chức nhiều chương trình ca múa nhạc, xiếc, ảo thuật sôi động của các nghệ sĩ đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài ra, đến Vườn Xoài vui chơi vào những ngày đầu năm mới, du khách còn được thưởng thức những món ăn đa dạng, hấp dẫn, đặc trưng của ba miền đất nước. Cách thành phố Hồ Chí Minh khoảng 40 km, tọa lạc tại ấp Tân Cang, xã Phước Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, khu du lịch sinh thái Vườn Xoài được nhiều du khách lựa chọn để vui chơi, thư giãn và nghỉ dưỡng. Nơi đây có nhiều trò chơi cảm giác mạnh như cưỡi đà điểu, trượt cỏ, chèo thuyền kayak, thuyền thúng hoặc tản bộ quan sát đời sống của các loài động vật hoang dã như cá sấu, gấu ngựa, đà điểu, heo rừng, ngựa, hươu, nai và nhiều loại chim quý hiếm khác. Đặc biệt là khu tàu lượn siêu tốc sẽ mang đến cảm giác mạnh cho du khách. Và trò chơi đánh trận giả bằng súng bắn đạn sơn nước cũng thú vị không kém. Ngoài ra, khu du lịch sinh thái Vườn Xoài còn có các hoạt động thể dục thể thao được thiết kế theo không gian mở như hồ bơi, sân tennis, nhà thi đấu đa năng, khu cắm trại và hệ thống nhà hàng khách sạn sang trọng hiện đại. Nhân dịp năm mới 2014, khu du lịch sinh thái Vườn Xoài xin cảm ơn và chúc quý khách một năm mới nhiều may mắn, bình an và hạnh phúc. Hy vọng trong thời gian tới, quý du khách sẽ tiếp tục chọn nơi đây để vui chơi và nghỉ dưỡng.